Thần có sanh diệt nhưng linh hồn không diệt Vậy chúng ta biết linh hồn không chết Thần có sanh tử, linh hồn bất tử Chúng ta phải làm sao mới có thể tính toán thay cho cái bất tử đó Thần sanh tử chưa quan trọng Còn sau khi chúng ta chết, đi về đâu? Đây mới là vấn đề lớn Sau khi chết, Đương nhiên thủ thắng nhất Là đến thế giới cực lạc Thần cận A-di-đà Phật Hôm nay chúng ta đi con đường này Đây là con đường vô cùng quang minh Đến thế giới cực lạc để làm gì? Giống như Huệ Năng Đại Sư gặp ngũ tổ vậy Tôi đến làm Phật Chúng ta đến thế giới cực lạc Là để nhìn thấy Phật A-di-đà Còn bạn đến làm gì? Tôi đến làm Phật Phật A-di-đà nhất định rất hoan hỷ Nên phải nhớ Niệm Phật giảng sanh thế giới cực lạc để làm gì? Đi làm Phật Không phải làm Phật Người ta không nhận bạn Nhưng ta vừa nói tôi đến để làm Phật Đây gọi là Bồ Đề Tâm đã phát đầy đủ rồi Thật đã phát Bồ Đề Tâm Chúng ta đến thế giới cực lạc đi làm Phật Trước đây, Thầy Lý dạy chúng tôi Nói với chúng tôi, những người trẻ tuổi thông minh này Cần phải có mắt trước sau Nhìn thấy quá khứ, nhìn thấy vị lai Quá khứ ở trong lục đạo luân hồi tạo vô số tội nghiệp bây giờ chúng ta nhìn thấy thế giới cực lạc vậy tương lai chúng ta phải chọn con đường này trong cuộc đời này cái gì cũng đều có thể buông bỏ tôi nhất định đi trên con đường này đến cùng đi đến thành công như vậy là chúng ta hoàn toàn đúng cần phải học vô lượng pháp môn đến thế giới cực lạc tiếp tục học hôm nay tất cả tình lực thời gian tất cả đều đặt nơi việc cầu sanh tịnh độ quyết định thành công đại kinh đại luận đều muốn học phát môn châu lượng thể nguyện học nên trước đây tôi thường giảng về tứ hoàng thể nguyện Chúng ta bây giờ đang tu hai điều trước Chúng sanh vô biên thể nguyện độ Cái này cần phát Phiền não vô tận thể nguyện đoạn Chúng ta cần phải làm điều này Pháp môn vô lượng thể nguyện học Phật đạo vô thượng thể nguyện thành Hai nguyện này lưu đến thế giới cực lạc Giảng sanh thế giới tây phương cực lạc Và hoàn thành hai nguyện này Chắc chắn bây giờ chúng ta lợi dụng khoa học kỹ thuật cao chúng ta dùng mạng internet dùng truyền hình vệ tinh tôi thấy tương lai cách nhìn của tôi không vượt qua được năm căn mạng lưới của mạng tiến bộ quá nhanh so với vệ tinh thì càng phương tiện hơn giá thành vệ tinh cao mạng internet rẻ hơn giá thành ngày càng thấp bất luận ở chỗ nào trên thế giới chúng ta dùng công cụ này đều giống như cùng nhau học tập dạy đây là một chuyện tốt người giảng kinh ngày càng ít nhưng công cụ này đã bù đắp nhưng vẫn hy vọng người thật sự phát tâm siêng năng giảng dạy để tục phật huệ mạng chánh pháp cửu trú điều này nhờ vào ai ta kỳ vọng dựa vào bất cứ ai cũng dựa không được dựa vào chính mình chúng ta được không chỉ cần chúng ta phát tâm là được vì sao chư phật như lai gia trị chúng ta ta không phát tâm các ngài muốn gia trị cũng không gia trị được thật phát tâm mới thật gia trị thực tế nói chúng ta có năng lực gì Bất luận là ở đức hạnh hay học thuật So với người xưa thì kém quá xa Đây là thật không phải giả Nhiều năm như vậy ở trên bục giảng Cùng học tập với mọi người Hoàn toàn đều là tam bảo gia trị Tôi nói thật với mọi người tạm bảo vì sao gia trị tôi vì không ai làm tôi phát tâm làm nếu chúng ta phát tâm làm quý ngài sẽ gia trị chúng ta họ phát tâm làm phật sẽ gia trị họ phật rất công bằng ai thật sự phát tâm thì được các ngài thật sự gia trị trong đây có một điều là Phật Bồ Tát gia trị chúng ta Nhưng chướng ngại lớn nhất của ta Là danh văn lợi dưỡng Có danh văn lợi dưỡng lẫn lộn vào trong đó Thì sức mạnh Phật gia trì không còn nữa Chỉ cần chúng ta viễn ly danh văn lợi dưỡng Thì sức mạnh gia trì vô cùng rõ ràng Vô cùng mạnh mẽ cho nên phát tâm là được bây giờ trong kinh hai chữ đại thừa là ví dụ thị tâm thị phật thị tâm tác phật đây là đệ nhất nghĩa của tịnh độ tông năng niệm chi tâm bổn lai thị phật thị năng thừa giả đại khởi tâm niệm phật niệm phật tác phật cố sở thừa giả đại hai câu này là tinh tuyệt của tỉnh độ tông chúng ta phải đặc biệt lưu ý Tính tâm của tịnh Độ Tông Là từ chỗ này kiến lập Trung Phong Thiền Sư Trong khai thị nơi tam thời hệ niệm Có hai câu nói rất hay Ngã tâm tức thị A-di-đà Phật A-di-đà Phật tức thị ngã tâm Tâm tôi tức là A-di-đà Phật A-di-đà Phật tức là tâm tôi Với lời này ý nghĩa hoàn toàn tương đồng Khi nghe càng thân thiết hơn Ở đây tức là tịnh độ Tịnh độ tức là ở đây Vì sao? Tâm tịnh tức cõi tịnh độ của Phật Tâm mình tôi thanh tịnh Tâm người khác không thanh tịnh đây vẫn là tịnh độ chăng? Là tịnh độ Tâm ta thanh tịnh Thì ở nơi đây cũng cảm thấy là thanh tịnh Vì sao? Cảnh tùy tâm hiện Tâm ta thanh tịnh không thể chuyển cảnh giới Như vậy nói rõ Tâm của ta chưa thật sự thanh tịnh Thật thanh tịnh thì thật chuyển được cảnh giới Phật Thích Ca lúc còn tại thế Chúng ta thấy Ngài ở cũng như chúng ta Hoàn cảnh giống nhau Nhưng trên thực tế thì sao Trên thực tế Ngài ở tịnh độ Mà chúng ta nhìn không thấy Phạm Phu chúng ta nhìn thấy Đức Phật Thích Ca Buổi tối ở dưới gốc cây nghỉ ngơi thiền tọa dưới gốc cây trải một ít cỏ dùng cỏ làm thành chỗ ngồi ngài ở nơi đó ngồi thiền bồ tát nhìn thấy không phải vậy bồ tát nhìn thấy đức thế tôn ngồi trên bảo tọa kim cang chứ không phải ngồi ở dưới đất cuối cùng ai nhìn thấy mới là thật đều là thật đều không phải là giả bảo tọa đó của đức thế tôn là trong tâm của ta hiện ra tâm ta thanh tịnh thì nhìn thấy bảo tọa còn tâm không thanh tịnh thì nhìn thấy tòa bằng cỏ nói rõ thật là cảnh từ tâm hiện một chút cũng không giả cho nên chúng ta tin tưởng thân thể không tốt không sao bây giờ giới khoa học nói với chúng ta so với phật pháp hoàn toàn thống nhất chỉ cần điều chỉnh tâm bệnh của bạn sẽ lành trung quốc có một vài thầy trung y nổi tiếng trong lúc họ chẩn đoán trị liệu Nói với chúng ta Bệnh trị lành Nhưng 70% là bệnh tâm Y dược khởi tác dụng Chỉ có thể chiếm 30% Cho nên tâm thái lành mạnh Thì bệnh rất dễ trị tâm thái nếu không tốt thì dù thần tiên cũng trị không lành không phải tâm thái người khác có thể chuyển được bạn mà là chính mình chuyển mình điều này rất quan trọng cho nên chúng ta tin tưởng ta tâm thái tốt trên thân không có bệnh gì tâm thái chúng ta tốt thì ngay ở chỗ này sơn hà đại địa ở đây sẽ không xảy ra thiên tai vì sao hoàn cảnh cũng tùy tâm chúng ta mà chuyển Hiệp hội của chúng ta Mấy ngày nay Mời tập hợp một số bạn đồng đạo Chí hợp tâm đầu Mọi người cùng nhau siêng năng tu lục hòa kính Mục đích là gì? Mục đích đối với chính mình mà nói là thân tâm mạnh khỏe Gia đình hòa hợp Sự nghiệp thuận lợi Dạng sự như ý Còn có một tác dụng càng lớn Là Hồng Kông, Quảng Đông Giải đất của khu vực này Không có thiên tai Tâm thái này của chúng ta vừa chuyển Sẽ sản sinh sức mạnh lớn như vậy quý vị xem, tự độ và cũng đã độ người, tự cứu cũng chính là cứu cả khu vực này. Đây là mê tín chăng? Trước đây một số người nghe rồi cho là mê tín, bây giờ có khoa học chứng minh. Hôm qua có một bạn đồng học tải trên mạng một bài nói về sự việc này, quá hay. là do các nhà lượng tử lực học nói chúng ta có thể tin tưởng chúng ta có thể tiếp nhận nên ở dưới nói hữu năng tu giả tức thị tâm thị phật chi tâm sở tu giả tức thị tâm tác phật chi tâm Năng tu sẵn tu, chỉ thị nhất tâm, tức tâm tức Phật, tâm Phật bất nhị. Đây đều là trong kinh giáo Đức Phật dạy chúng ta. Chúng ta học nhiều năm như vậy đối với kinh giáo có tính tâm vì sao phật pháp thù thắng công thức lợi ích chúng ta đã đạt được một chút cũng không giả thầy không gạt tôi nói với tôi học phật là hưởng thụ cao nhất của đời người và tôi đã đạt được. Càng lớn tuổi, càng tự tại. Sang năm tôi học Phật đã 60 năm, sang năm là tròn 60 năm. Giảng kinh 53 năm. Tôi học Phật 7 năm là ra giảng kinh giảng kinh dạy học cả đời chưa từng thay đổi phương hướng chính là học đức thế tôn đức vợ thích ca thị hiện cho chúng ta là thầy giáo tư thục vì ngài không có chính thức tổ chức trường lớp thầy giáo tư thục Học sinh của Ngài rất đông Trong kinh điển chúng ta thường nhìn thấy 1255 người đệ tử tùy tùng Không phải tùy tùng thì cũng lâm thời đến Tôi nghĩ không dưới số người này Nên Ngài rất vui vẻ Nhiều người như vậy theo Ngài học tập Pháp duyên thù thắng Pháp hiển sung mãn nên Ngài càng dạy càng cao hứng 49 năm Chưa có một ngày nghỉ ngơi Sau khi Phật diệt độ Cho đến bây giờ Ảnh hưởng rất lớn Ảnh hưởng đến toàn thế giới chánh pháp cửu trụ nối phật huệ mạng dựa vào thời đại của chúng ta thật sự phát tâm và phải thật sự làm ngày nay phật giáo trên thế giới có sáu loại hình thái chúng ta phải nhận thức rõ ràng con đường chúng ta đi là giáo dục của đức thế tôn chúng ta học phật là tiếp thu giáo dục của ngài chúng ta học được cái tốt của giáo dục và phát tâm đem giáo dục xưng tánh của đức thế tôn cần phải phát dương quan đại phổ độ chúng sanh như vậy chúng ta nhất định phải học đức thích ca thế tôn Tôi thành tựu rồi Phải giảng kinh Cần phải giáo hóa Đi đến đâu để giảng Đến gia đình mọi người giảng Gia đình của họ có một, hai người Một, hai người đó là thính chúng của tôi Mỗi tuần không cần quá nhiều Quá nhiều người ta sẽ phiền chúng ta Không thích rồi đuổi ta đi Một ngày Cố định một tuần một ngày Chúng ta đến dài nhà thứ hai đến nhà ông trương thứ ba đến nhà ông lý chúng ta mỗi ngày đều luyện giảng từ từ sẽ giảng thành công những tính chúng này giúp đỡ chúng ta có thể giảng một bộ kinh giống nhau quý vị xem một tuần bảy nhà một tuần có thể giảng bảy lần giống nhau rất tốt có thể duy trì ba năm căn cơ của chúng ta vững vàng Sau khi giảng xong Mời tín chúng góp ý Phải khiêm tốn tiếp nhận Sau khi giảng xong Tiếp tục nghiên cứu thảo luận Chia sẻ Hiệu quả rất thù thắng Ngày trước, chúng tôi ở Đài Trung học Kinh giáo Lại dùng phương pháp này nên phải kết thiện duyên với các Phật tử Vì sao? Để họ cho tôi đến nhà giảng Pháp Kết Pháp duyên Thầy giáo cũng không còn cách nào khác Liên xã thư viện giảng đường đều là một Các bạn cùng học giảng kinh khoảng hơn 20 người Như vậy làm sao phân phối? Giảng đường thì phân phối giảng kinh một năm khó khăn lắm mới phân đến một lần cho nên thời gian rất ít quá ít bữa đực bữa cái học cũng không được gì công việc này cần phải ngày ngày làm ngày ngày làm mới kết được nhiều thiện duyên đến nhà các bạn đồng tu đi giảng thật vậy kiên nhẫn sẽ thành công